Rồi em lại xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể anh em đam mê và các bác nhé. <laughs> tiếp tục lại tiếp tục lên cho các bác và anh em những mẫu sản phẩm phụ kiện dành cho cái dòng súng đen khí PCP nha các bác nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em cái mẫu bọc bình bằng vải hai lớp co giãn nha các bác nhé. Rất là đẹp. Hàng này thì em đảm bảo với các bác luôn là khi các bác lắp lên cây PCP thì đẹp hết nước chấm. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục hạ giá cho anh em nhé. nó hạ giá như thế nào thì ở đến phần giữa video em sẽ báo giá và giá bán hiện tại và giá em đang giảm giá của ngày hôm nay khi các bác xem video này nhá các bác nhé. đấy. Thì, um, vẫn như mọi lần thì để mua bán thành công thì anh em cứ alo trực tiếp cho em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhá số điện thoại của em thì có cả zalo. các bác nào cần em tư vấn kỹ thì các bác kết bạn zalo với em, nhắn tin zalo cho em, em sẽ tư vấn cho các bác và hỗ trợ các bác cũng như là gửi hình ảnh cho các bác để các bác có thể lựa chọn được cho mình cái mẫu sản phẩm nó phù hợp với túi tiền của các bác nhất nhé đấy thì um, <laughs> về thức giao dịch gửi hàng thì bên em sẽ ship code đồng kiểm toàn quốc nhé những cái món phụ kiện này nó là phụ kiện lẻ phụ kiện sạch ấy. thì không cấm đoán gì cả thế nên là gửi bên nào cũng được biểu điện hay shipper đều được hết nhé các bác nhé và khi em gửi hàng đi thì em sẽ bao cước cho các bác có nghĩa là các bác sẽ không mất một đồng cước nào cả ví dụ giá em báo bao nhiêu trên video là các bác nhận các bác thanh toán đúng gần đấy là được nhé các bác nhé đấy đó là cách thức giao dịch mua bán và liên hệ với em còn ngày hôm nay thì đó cái sản phẩm muốn giới thiệu đến các bác và anh em là cái mẫu bọc bình cơ bản như thế này thôi rất là đơn giản mẫu này là xưởng bên em tự làm nhé các bác nhé vải hai lớp màu đen rất là đẹp và cái vải này nhé giật rất, rất là nhanh khô các bác giặt, các bác vắt kỹ, xong các bác cầm tay, các bác phẩy 5-7 phát là nó gần như là nó khô luôn rồi Đó, và nó sạch vô cùng luôn Các bác đi bụi bẩn, các bác chỉ búng búng như này phát là sạch luôn nhé. Đấy, và giá em báo cho các bác nhé Hiện tại ốp này ở trên thị trường đang bán là 150.000 đến 180.000 tùy từng shop Nhé các bác nhé Ngày hôm nay, trong video này, em sẽ hạ giá thêm một chút cho các bác Hạ giá 3-40.000 đi Đó em sẽ bán cho các bác là 130.000 bao cước vận chuyển nhé các bác nhé các bác không nghe nhầm đâu ạ 130.000 là một cái bọc vải như thế này nhé và bên em có đầy đủ kích cước cho các loại bình ví dụ như carbon thì các bác cũng có thể lắp được cho 0.36 0.42 hoặc là 0.5 nhé bình nhôm thì 0.25 0.35 0.45 đều lắp được hết bình tít tròn thì 0.22 0.35 0.42 cũng đều lắp được nha các bác nhé đấy em đầy đủ kích cỡ cho các bác để các bác lựa chọn. đây ví dụ như các bác nhìn đây hai loại này một loại ngắn một loại dài này nó sẽ chỉ cần dài hơn một chút như này, này thôi. đây là 0.35 đi 30.35 của thằng carbon này thì cái này nó dài hơn một chút là lắp được cho 0.4 nhé các bác nhé. đấy thì tùy các bác chọn 0.45 đấy. đây khi lắp lên cái bình này đây là lắp lên bình 0.42 nhé nó sẽ như thế này đây em đang có một bộ hơi của Z các bác thấy đẹp không? 130.000 là đã bao gồm cước phí vận chuyển nha các bác nhé 130.000 nha các bác không nghe nhầm đâu ạ giá thì cực kỳ là rẻ các bác cứ thử tính xem uh, 130 này em trừ cước đi 3 bốn chục này công làm công thợ của em thì cũng tầm độ xem nào nó sẽ rơi vào tầm độ uh, 6 bảy chục nữa nói chung là tùy từng thời điểm nhé các bác nhé đó thì lãi của cái loại này em chỉ lãi khoảng độ 20.000 một chiếc thôi nói thẳng với các bác như thế nói buôn bán con lời có lãi lãi được bao nhiêu là tùy nói chung là tầm này em bán rẻ để được các bác ủng hộ 130.000 bao cước vận chuyển các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé đầy đủ cho các kích cỡ bình luôn nhé các bác nhé đấy bao ship toàn quốc luôn bên em ốp gì cũng có nhé ốp à, vải ốp nhựa ốp bình tất cả đều có hết thì các bác có nhu cầu loại ốp nào các bác báo em nhé các bác nhé rồi xin cảm ơn các bác và anh em hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau nhé xin chào anh em